phải làm gì khi đang tìm hiểu người mới, nhưng họ không thoải mái với việc mình dẫn gặp chồng cũ để đi chơi cùng con mình còn nhỏ. Em hiểu cảm giác của chị. Cái nguồn gốc ở đây là chị không nên gặp chồng cũ nữa, chứ không phải gặp rồi sao để mà mình xử lý khéo. Nó giống như là người đàn ông của mình đi gặp người yêu cũ á. Ủa, anh với người yêu cũ đâu còn liên hệ gì nữa, hay đâu còn dính dáng gì nữa đâu, gặp chi? Bộ không còn cách khác để xử lý hả? Thì em muốn nói vậy để chị hiểu á, là cái nguồn gốc ở đây là mình không nên đi gặp chồng cũ. Bởi vì khi chị gặp chồng cũ thường xuyên, nó dễ làm cho người đàn ông của chị cảm thấy không có an toàn. Bởi vì có thể anh ta cho rằng chị chưa sẵn sàng đến với mối quan hệ mới. Hoặc có những người á, người ta sẽ nghĩ là chị đang kiếm ai đó để bớt cô đơn sau khi chị ly hôn thôi. Nhưng mà nếu cái trường hợp bắt buộc đi, em không biết tại sao lại như vậy, nhưng nếu bắt buộc chị phải gặp chồng cũ để đi chơi cùng con, thì chị nên làm gì? Thì chị nên tập trung vào 3 điều như sau để họ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh chị. Còn ngoài ra chị thêm thắt cái gì vào cũng được, nhưng đây là 3 điều chị cần phải làm ha. Đầu tiên là chị cần giải thích rõ ràng với tất cả những người mới sẽ đến với chị, chứ nó không riêng gì anh ta nha, là hai người gặp nhau chỉ vì con thôi, nó không có bất kỳ một tình cảm gì cả. Em ví dụ, khi em nói cái này em nghĩ là chắc không có dễ hiểu, nhưng em thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc nên em phải nói ra để quá khứ nó không ảnh hưởng đến hiện tại. Em biết cái việc em gặp lại người cũ có thể làm anh không thoải mái. Rồi xong sau đó chị giải thích lý do vì sao chị buộc phải làm như vậy. Rồi sau đó chị kèm theo cái này: em đã giải thích cho anh rồi, và em khẳng định là em và họ không còn bất kỳ một tình cảm nào với nhau cả. Lý do hai người gặp nhau á, như em nói, là chỉ để đảm bảo con của em có một tuổi thơ đầy đủ nhất thôi. Đó, thì chị chỉnh sao cho nó mềm lại với chị, không cần chính xác 100%, chỉ cần đi theo cái ý này là được chị ha. Rồi sau đó đến điều thứ hai là chị chỉ gặp chồng cũ khi thật sự cần thiết giúp em, và tất cả những cuộc gặp đều xoay quanh con hết. Bởi vì khi chị rõ ràng như vậy á, nó sẽ giúp cho cái mối quan hệ mới của chị nó không bị ảnh hưởng bởi cái quá khứ. Ví dụ, chị có thể nói thêm vậy: cả hai tụi em cũng đã rõ ràng với nhau là tất cả những cuộc gặp đều xoay quanh con cái thôi, ngoài ra không có cái gì riêng hết. Rồi sau đó đến điều thứ ba, đó là chị xem coi người đàn ông đó như thế nào. Tức là nếu sau khi chị đã nói ra tất cả rõ ràng rồi mà anh ta không chấp nhận hoặc là gây áp lực cho chị, bắt buộc chị phải thay đổi này nọ kia, thì đó là dấu hiệu của việc có thể như cái tình cảm của anh ta dành cho chị nó rất ít hoặc không có. Em có nói điều này trong khóa học lộ trình hẹn hò chuẩn của em, đó là cái sự khác nhau của người đàn ông có tình cảm và không có tình cảm, nó nằm đúng ở một chữ thôi chị, đó là sự trân quý. Nếu anh ta có tình cảm, anh ta có sự trân quý chị và dẫn đến anh ta quan tâm đến con cái của chị. Chị đừng quên là chị và anh ta chưa là gì của nhau bây giờ, chị chỉ đang tìm hiểu mà thôi. Nên đây là giai đoạn chị xem coi anh ta và chị có phù hợp không, chứ không phải là chị tìm cách này cách kia để giữ người đàn ông này lại. Người đàn ông có tình cảm với chị sẽ đi kèm với sự trân quý chị, và điều đó dẫn đến anh ta sẽ có sự quan tâm đến con của chị. Nếu anh ta làm ngược lại thì chị cứ tiếp tục tìm hiểu mà với ông khác phù hợp hơn với chị. Đang tìm hiểu mà chị đã chọn người tình cảm dành cho mình kém rồi thì coi chừng là chị tiêu lần hai đó. Nhưng cái lần này đó chị khác là không có cái đám cưới thôi. Rồi, vậy thì em chốt lại vấn đề ha. Có 3 thứ chị cần tập trung ở đây, còn ngoài ra chị làm cái gì thêm cũng được cho nó phù hợp với chị. Điều đầu tiên đó là chị cần giải thích rõ ràng với tất cả những người mới sẽ đến với chị, chứ không phải riêng gì anh ta. Đó là hai người gặp nhau chỉ vì con thôi, không có bất kỳ một tình cảm gì cả. Rồi, cái điều thứ hai đó là chị chỉ gặp chồng cũ của chị khi thật sự cần thiết thôi, và tất cả các cuộc gặp đều xoay quanh con gái hết, không có gì nằm ngoài đó. Và cái cuối cùng đó là chị xem coi anh ta như thế nào về việc đó. Chị đừng quên là hai người chưa là gì của nhau, chị đang tìm hiểu thôi. Nên đây là giai đoạn chị xem xét coi người này có phù hợp với mình không, chứ không phải là chị xem đây là người yêu của mình rồi tìm cách giữ người ta lại để có người ta các thứ. Nếu anh ta có tình cảm với chị, anh ta sẽ hiểu cho chị. Bởi vì lúc này anh ta có sự trân quý chị, anh ta sẽ quan tâm đến con cái của chị luôn. Bởi vì đó là một phần không thể tách riêng cho cuộc sống của chị. Cái gì quan trọng em nhắc lại 3 lần ha. Chị và anh ta chưa là gì của nhau hết nha. Đây là giai đoạn chị chọn, chứ không phải chị đổ, để những nỗi đau trong quá khứ có cơ hội quay lại với chị lần nữa. Và đó là định hướng của em dành cho chị ha. Và nếu như các bạn cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho My thì cũng đặt câu hỏi của mình ở phía bên dưới, cũng như là nhớ theo dõi My nha, để bạn chắc là bạn không bỏ sót những cái chia sẻ của My trong tương lai. Và mình là Ánh My.